sen vịt. Vâng, và đây là kênh em xin chào bác đồ tôm cổ của kênh fanpage đồ cổ Hà Phong nhá. Em xin chào bác tôm cua nhá. Cảm ơn bác. Anh muốn mua cái gì thì cứ vào kênh fanpage đồ cổ Hà Phong. Chôn Ngoạn Ngọc vào chủ nhật hàng tuần nhá. Cái này có hai TikTok nhưng mà được cái men đẹp. Mua bán trực tiếp trên trên fanpage của Hà Phong. Men đẹp. Một đôi chim hoa đang đối. Một đôi chim hoa đang đối, con ngược con xuôi đây. Cái này nó đá lật. Quả ngọc. Quả ngọc. Bác nào comment đi. Mai Bình. Cụ này cụ có đôi lan này rất to đẹp. 18.5 và 18. Đôi này ở cụ ấy bây giờ gần 7 triệu đấy. Đây quay khay xịn, khay tàu xịn. Cái nó con kia nó thật đẹp chứ. Bò 19 theo phong tư duy đồ cuối 19. Ừ, rất đẹp. Vâng, cảm ơn bác Ngọc Sa nha, đông vui lắm. Đây, đôi này cũng qua một đôi. Qua đôi chén. Chén là bao nhiêu? Một qua một đôi chén mai cài thọ. Ừ, nó cũng bộ luôn. Lành tít. Lành tít một bộ. Một bộ này có cũ nhiều tiền lắm. Cùng nó là bộ, nó không phải là bộ. Đôi mai cải thọ này giờ nhiều tiền lắm. Hai chiếc ngoạn ngọc con nê lành tít. Đồ da. Nó là cái cùng tích mai cải thọ. Đồ da nhá bác nhá. Vâng, xin chào bác Vinh. Đôi này lành tít các bác nhá. Đôi này đường kính là 10, một cái là 12. 12.8 này. Cái 13 sen. Anh Tuân Trần ơi. Anh Tuân Trần cái khay của phụ ấy mười mấy triệu cơ. Cái khay cái tàu xịn. Cái này như là 14 triệu cơ luôn. 14 triệu vụ anh Tuân Trần ạ. Đôi mai này, đôi mai đánh tít đây, đôi này của cụ 7 triệu. Đồ rất ok. Đồ đẹp đấy ạ. Chôn cắt đẹp. Chào bác Duy Luân nhé. Đôi mai này lành tít, đồ rất đẹp, đồ già. Con nê một đôi. Lành tít 7 triệu. Đôi chén này anh lành tít. Đôi chén này thì cũng 7 triệu. Bộ này cũ là 14 triệu ạ. Chào anh Phóng Mùi. Đôi chén này 7 triệu, đôi đĩa 7 triệu. Lành tít. Một bộ này 14 triệu. Đấy, cụ nào mà có tiền chơi. Cụ nào có tiền chơi một bộ mai cải thọ lành tít. Con nê chôn Ngoạn Ngọc. Chào bác Hào Lê Văn nha. Chào bác Hào Lê Văn ạ. Có đề 18.5. Con này 18 sen lành tít. Đôi này của cụ 7 triệu. Minh Văn ba hàng. Cái này chỉ có khoảng 1 tí mét thôi. Đây là ba bộ đều là 7 triệu một bộ. Đúng rồi. Một bộ đôi. Vâng ạ, chào bác Hào Đê Văn ạ. Chợ đồ cổ Hà Phong ạ. Đèn Pháp đẹp không ạ? Bác nào mà trưng bày quá đẹp luôn. Đẹp không ạ? Quá đẹp luôn cái đèn Pháp ấy. Hoa văn từ trên dưới. Đèn Pháp chỉ về trưng bày thôi. Bác nào có cái bóng về trưng bày quá đẹp. Cái này có đèn Pháp nha các bác nha.
1,2 triệu bao ship. Đẹp lắm. Bằng cái đĩa lá lật chơi con đèn này đẳng cấp. Đây là Thạch Nê phải không? Vừa rồi em vào nhiều đồ vét nhỉ? Anh thấy em hôm nào có điều kiện thì vào anh chơi. Nhà anh ở cách đây khoảng 3 cây. Biết anh làm ở đây. 1,2 triệu cái đèn này bao ship. Ai mua bán trực tiếp ở trên fanpage đồ cổ Hà Phong nhá thì là vào fanpage đồ cổ Hà Phong thì là rõ cụ thể giá cả và có ship hàng. Chim hoa 18 sen, 18 sen chỉ có một duy nhất được đóng tắp tầm 4 sen. Chào bác Trần Đăng Hồng nhá. Đây đã nhìn nhầy rồi. Bắt chim hoa, à một cái đĩa chim mai điểu này rất to. Quả này à? Quả này nó có cao. Quả này 15.5, lành tít. Bé vào cái chén, bé vào cái chén này. Lành tít nha. Nhà này. Chắc bằng size này thôi, size này nó nhỏ. Size này, nhưng mà quả này đẹp hơn. Quả này chim to, bé đẹp, lành tít. Bịt bố nó bé tí, bẻ và rút từ quần mềm. Lành tít, cứ mít luôn. Đây là cái quai nữa. Quai này quai trơn. Đây là một cái lọ hà chân tựa có 3 triệu mấy, muốn vấu 15 triệu mà lê. Thằng này được cái này cái quai này lê nhá, vẫn men còn đạt 70%. Không bán được họ không dễ tiền. Đây là một quả đĩa xanh chơi rồi liền chân đây. Quần zin hết à Thành? Con này zin hết à? Con này rất độc nhá. Hiếm cả đấy. Con này rất độc nhá. Con liền bát, điếu liền bát nhá. Điếu xanh cổ. Bác Lào yêu thích Lào thì chơi con này độc đáo luôn. Đấy. Nọ này ở nọ này 1 triệu bao ship, lành tít. Nọ này 1 triệu bao ship, 4 vấu, lê, men huệ xanh ngọc. Anh Huy nhá, cao 17, lành tuyệt đối luôn. Cao 17, 4 vấu, giá chân tượng. Ngoài này về cắm hoa khô thì tuyệt vời. Còn trôn đây anh. Ngoài này nó lê nhá anh nhá. Men xanh ngọc này là lê. Nó hay dạn mà. Con này dạn này nhưng mà soi trọng gì này. Con này là lê, anh Huy nhá. Đấy. Không có mẻ nhá, lành. Tuyệt đối. Không có đồ mẻ. Con này lành zin luôn, vẫn còn men 70-80% men. 4 vấu lành tít.